Chào các bố mẹ, hôm nay mình xin giới thiệu quyển tập đánh vần tiếng Việt là bí quyết giúp con đọc tiếng Việt thông thạo dành cho lứa tuổi từ 4 đến 6 tuổi. Để chuẩn bị cho bé một hành trang thật tốt để bước vào lớp 1, giúp các bé học đánh vần, đọc tiếng Việt được trôi chảy, đây là bí quyết giúp con đọc tiếng Việt thông thạo. Cuốn sách phù hợp với các bé độ tuổi từ 4 đến 6 tuổi. Quyển sách gồm 2 phần. Phần 1 là tập đánh vần. Trong phần này các bé sẽ làm quen với các nguyên âm và phụ âm để bé có thể có nền tảng cơ bản cho việc đọc chữ. Sau đó bé sẽ được làm quen với các việc ghép âm. Phần 2 là luyện đọc. Cuốn vở đánh vần tiếng Việt đầy đủ các nội dung chữ cái cùng các bộ học vần theo chương trình mới nhất. Bài học được giới thiệu bảng chữ cái tiếng Việt, dấu thanh và vần tiếng Việt, giúp các bé bước đầu làm quen với chữ viết và cách đánh vần tiếng Việt. Mỗi bài học gồm các từ vựng, câu, đa dạng. Bé tha hồ tập đánh vần, tập đọc mà không bị nhàm chán. Đặc biệt, các chữ in màu, vẽ sơ đồ, cấu trúc từ đơn giản đến phức tạp, cực kỳ dễ hiểu và logic, cùng màu sắc tươi tắn khiến cho việc học chữ trở nên thú vị hơn nhiều. Còn chần chừ gì nữa mà các bố mẹ không dinh ngay một quyển về cho con em mình sớm biết chữ, nhanh biết chữ để chuẩn bị tinh thần vào lớp 1 nhỉ? Bấm vào link bên dưới để đặt hàng nhé. Trân trọng cảm ơn các bố mẹ